Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xe Máy Thành Tâm. Hôm nay thì sẽ gửi đến cho tất cả các bạn một con xe cực kỳ khủng luôn. Một con xe rất là sang chảnh và rất là quý phái luôn nha các bạn. Thì trước mặt tất cả các bạn đây, đó chính là con XH. Và XH bao nhiêu nè? Đó chính là XH300Y nha tất cả các bạn. Thì hôm nay Tuyền sẽ báo giá và cho các bạn xem tình trạng đẹp của con xe này như thế nào nha. Thì con XH300Y màu trắng này là đời 2016 nha các bạn. Con này nhìn cực kỳ khủng luôn, rất là đẹp luôn nha. Thì do Tuyền cũng chưa rành về xe nhiều lắm cho nên chưa biết cụ thể chi tiết về em này như thế nào, cho nên mời tất cả các bạn cùng xem qua tình trạng và có những cái góp ý gì tất cả các bạn hãy để bình luận phía dưới để cho Tuyền học hỏi và có thêm kinh nghiệm nha. Thì con này nó có, con XH300Y này á, ở phía trước nó có trang bị cho nó là một cái mặt nạ nè. Một cái mặt nạ thì theo Tuyền nhớ thì như cái này kêu là gì, cái chắn gió đó đúng không? Thì nếu mà có nói sai tất cả các bạn hãy góp ý cho Tuyền nha. Đó, trang bị một cái đầu đèn của nó. Thì đầu đèn con này nó vừa khá nhỏ nha, không có như những con XH kia bự ra. Thì đây vừa nhỏ thôi. Thì con này là một XH dòng cao của Honda nha các bạn, dòng cực kỳ cao luôn. Đó, trang bị một dàn đèn nè, phần mặt nạ phía trước và tới cái mỏ dè đây, rất là đẹp luôn nha các bạn. Trắng không, trắng tì vết luôn. Thì con này là XH300Y lận nha, tới 300 phân khối lận nha. Những bạn nào mà mình yêu thích tốc độ á, mà mình không thích những cái dòng xe mà thể thao và nam tính á, thì mình có thể chọn một con dòng xe sang chảnh, nhẹ nhàng và quý phái như con XH này nha. Không cần phải gồ ghề như mô tô hiện hiện nha. Con này cũng vẫn đạt có thể tốc độ cho tất cả các bạn thoải mái luôn. Đó. Thì sau đây mời tất cả các bạn cùng Tuyền đi xem qua nè. Nguyên một cái dàn này của nó rất là đẹp luôn á, trắng bóng luôn. Thì con XH300Y này là nó trang bị cho mình là một cái ổ khóa thông minh nha tất cả các bạn. Đây, và đây là chìa khóa của nó đây. Ổ khóa thông minh và chìa khóa từ xa nha. Đó, cho các bạn xem. Wow, con này đã 4 năm rồi nhưng mà chỉ mới đi có 6.315 cây số thôi nha tất cả các bạn. Các bạn có thể nhìn vào mặt đồng hồ các bạn có thể thấy được không? 6.315 cây thôi nha. Mời các bạn ra phía trước xem cái hệ thống đèn của nó nha. Thì con này là nó trang bị cho mình là một hệ thống đèn LED nha các bạn. Đèn LED hiện đại nha. Đó, các bạn thấy không? Rất là bóng sáng luôn. Thì sẵn đây Tuyền sẽ cho các bạn nghe tiếng máy xe luôn nha. Vì con này là dòng cao cấp và giá cũng cực kỳ, giá cũng khủng cho nên sẽ cho các bạn nghe nè. Thì con XH300Y này là hệ thống ABS luôn nha các bạn. Đó. Rồi, sau đây mời các bạn cùng Tuyền xem ra ngoài sau nha. Thì ở ngoài sau thì vừa kết hợp màu sắc của xe nè, màu trắng nè, và kèm theo ngay chỗ này thì hình như Tuyền thấy là cái này gọi là cái gì nè ta, nó kết hợp nè theo nguyên một cái viền inox vậy nè ha. XH300Y luôn nha các bạn. Tem này của nó là không phải tem mà tem dán nha. Đó, tem theo xe luôn nè. XH300Y vẫn rất là đẹp nha, bóng sáng luôn. Nó thì con này cực kỳ khủng cho nên thiết kế một cái bộ máy rất là khủng luôn nè, các bạn có thể thấy không? Một cái bô cực kỳ bự luôn này nha. Nhìn cực kỳ là nam tính luôn nè. Thì con này đặc biệt là nó trang bị cho mình một cặp phuộc O-link. Đó, các bạn có thể không? Hai bên luôn nha các bạn, một bên đây và cả bên đây luôn nha. Trang bị cho hai bên là một cặp phuộc luôn nha. Thì con này thì dành cho những bạn mà cực kỳ thích style đẳng cấp mà đam mê tốc độ thì mình chọn con này. Con này là một dòng xe cực kỳ đẳng cấp và cực kỳ khủng của Honda luôn nha. Một dòng xe cao nhất luôn, nó tới tận 300 phân khối luôn. Và bên hông bên đây cũng như hông bên kia, trắng đẹp,
rất là đẹp luôn. Không, nói chung là nhìn sơ qua thì vẫn không thấy gọi gì là có vết trầy nhiều hết trơn, mặc dù dòng xe này nó đã được ra đời 4 năm rồi nha các bạn, vẫn còn rất là đẹp và bóng sáng luôn nha. Thì sau đây Tiền sẽ báo giá cho tất cả các bạn cùng Tiền các bạn có thể đón nha. Thì hôm nay Tiền sẽ không nêu cái giá cụ thể nữa, thì Tiền sẽ ít cho tất cả các bạn đón nha. Thì SH300i ABS đời 2016 đang có mặt tại Thành Tâm với giá là 1XXXX và ít cực kỳ nhỏ luôn nha các bạn. Các bạn muốn biết nhỏ như thế nào thì các bạn hãy để lại số điện thoại ở dưới bình luận hoặc có thể liên hệ trực tiếp với Tiền nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.